Sáu nó ghi được sáu, nó không non nó ghi hết chữ gì nó thấy người ta chạy đâu mà. Thank you.
nó từ sớm
Con không bảy đó nó gãy mặt con kia nó không gãy mặt bảy nó để lòng mà không bảy không nó không nghĩa là nãy mà nó đặt mặt nó mà không bảy không gãy mặt nó không gãy mặt rồi ơi quên đâu để năm mươi tạm biệt một cây không không bảy chú chim này chúng tôi tính là đủ con đều nước ăn lâu chú chim không một chín tạm biệt một chơi xin chúc mừng mời chú chim vào lại đồ tí là học xe bây giờ mình ngu mà chỉ nước vừa là con chim đó là nước của mình tại đây à để kể vậy luôn uống nước vừa là uống khác liền đây đầu đẹp má má mình gì cũng đúng má động mắt ra cái này đợi xe không có được ghe không có được đâu mày ăn cái gì xong rồi các em ra và chúng ta ngày hôm nay là chúng ta không có tâm cho các ca hội hết chúng ta có một con quay và thì mỗi ngày chúng ta quay được là số thổi viên và số thì đọc đây là vòng quay con bằng nước em vị trí tôi đứng sẽ là số 1 không cái anh quay được số 7 số
Đúng rồi. Có xe đi nha. Số 1 á. Cắn cũng không phải. Còn 28. Má chân thành còn 28. Đã kết thúc lượt đấu nhất thì cái đó là bài chúng ta có lỗi. Khi đưa đáp án kết thúc thì chúng ta phát triển nhẹ và có lỗi chúng tôi không
quá bạn. Mạnh như súng luôn ha. Hôm nay chúng tôi có nhắc nhở các chú chim 70064534 nhưng hai chú chim Tùng Bạch Hầu Lơ Kim Cặm Kim 045 tạm dừng cuộc chơi. Chú chim lên nhiều lần, cảm ơn những chú chim còn lại. Chú chim 034 tạm dừng cuộc chơi. Chú chim có số danh, có danh nhỏ là số 1, không số 4 được đi trước. Em ơi, em có ý kiến về số 1 và số 1 thăm em. Ý kiến như đúng nha. Các cặp này mọi người được ấm thứ hai chứ không? Ngoài việc quan sát chim mình, chúng ta thấy chim mình và so sánh năm chú chim còn lại.
khi mình chặn cầu hơn, lơ kim, lỡ kịp thì mình phải tạm dừng lên. Xong rồi ơi. Và cũng nhắc ra đây nghệ trang là những điểm xù lũ trải mặt và những điểm trừ, vì đây là những phần trung lớp, cho nên những chim chơi ngang 5 năm thì những chim xù lũ là nổi điểm trừ trong cái chim đó. Chúng ta đừng áp dụng tiêu chí xù lũ vào những con ngoài. Hai con rõ rồi, hai con xù luôn rồi, hai con 70. Thứ ba còn hai con. Chúc mừng gia. À, tuyệt đối là gì nữa. Quang,
thường. À, anh em cũng anh em có cái những chiếc xe phía đầu ngoài á, anh em chia ra dùng để cho em ở phía trong chạy xe ra dùng mà. Anh em lưu ý à, những chiếc xe phía ngoài á, anh em chia ra để cho anh em vào trong để ta có nhà có công việc tốt hơn. Có công việc tốt hơn. Vâng, con đi đá này thứ ba cũng là cả có kết quả. Lớn em chạm kim hơn trong ba chúng ta còn lại là chúng kim trong 28 đầu là 3 ngày nay. Còn lại 3 chúng kim 57, 36 và 27. Thì ngày nay cũng thấy lúc kim 28 và 23 nha em. Và 57 và 36 chúng kim 27 có thái độ khi chú Kim chậm hơn và chú Kim có một lần lơ một nhịp chú Kim không may mắn tạm dừng một lần. Các bạn xin lỗi đầu hàng ba ngày nay đầu hàng ba. Còn lại 57 và 36 thì chú Kim hai chú Kim tốc độ ngang nhau thì đấu ngang nhau. Nhưng chú Kim có ba lần đem xe 057 để nhất ngày nay chú Kim 036. Rồi đã kết thúc cuộc live stream nha anh em. Xin mời đại diện câu lạc bộ cho đây là giải thưởng ngày hôm nay anh em. Xin mời anh em đứng lại chúc 30 cái sản phẩm ạ. Xin mời đại diện quân bộ anh hoặc sát chính chúc 30 chúc 30 chúng ta có huy chương và tinh thần. Còn xin mời anh em nào có tốt lắm hết trước luôn rồi. Và mời các anh em huy chương và bình thường. Tốt 20 các anh em sẽ có quyết. Rồi các anh em có phải là tốt 30 một bình thường. Một bình thường và bình thường.